Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để ảnh đại diện Facebook về mặc định. À, như là khi chúng ta mới tạo tài khoản Facebook ấy, thì nó sẽ chưa có ảnh đại diện, nó chỉ có một cái ảnh đại diện là xám xám mặc định thôi. Thì nếu ai mà thích cái ảnh đại diện đó thì sẽ làm theo cách này nhé. Như mọi người nhìn thấy ở đây, cái ảnh đại diện của mình ấy, mình đã chuyển nó về mặc định và sẽ không còn cái ảnh đại diện avatar nào nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người nhé. Đầu tiên mình sẽ thêm cái ảnh đại diện đã nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách. Uh, chuyển cái ảnh đại diện Facebook về mặc định này, mọi người sẽ vào cho mình cái mục là uh, album ảnh nhé. Mọi người sẽ vào cho mình mục ảnh này. Chọn cho mình cái mục là album ảnh nhé. Mọi người chọn cho mình cái mục là ảnh đại diện. Bây giờ mọi người tìm đến cái bức ảnh mà mọi người đặt làm ảnh đại diện. Ở đây thì là cái bức ảnh này, mình sẽ chọn vào này và bây giờ mọi người sẽ chọn cho mình vào ba chấm này và mọi người sẽ chọn là xóa ảnh ấn xóa đi bây giờ ta sẽ quay ra nhé và mọi người sẽ thấy này cái ảnh đại diện ta đã chuyển về mặc định như khi là chúng ta mới tạo tài khoản lúc nhá chỉ đơn giản như vậy thôi là chúng ta có thể là để được cái ảnh đại diện Facebook trở về mặc định nhé mọi người xem video mà thấy hay thấy hữu ích thì nhớ là cho mình một like một chia sẻ, một đăng ký kênh và nhớ bấm chuông để theo dõi những cái video mới nhất từ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tất cả mọi người. Bye bye.